Kim Anh có một cái bộ nhạy cảm rất là tốt luôn. Thì cái bộ nhạy cảm này, ví dụ như da mà yếu nè, hoặc là da mà đã bị mất đi cái hàng rào bảo vệ rồi, mà cứ đụng cái gì, gặp cái gì, xài cái gì cũng bị dị ứng, thậm chí rửa mặt cũng bị dị ứng á, thì cả nhà mình nên sử dụng cái bộ dành cho da nhạy cảm này. Cảm này của bên Kim Anh gồm có sữa rửa mặt thì Kim Anh để ở nhà rồi. Sữa rửa mặt thì nó làm cho sạch da, nhưng mà đầu tiên hết các bạn muốn cho cái da mình không có bị nhạy cảm, không có bị kích ứng, mà mình phải làm đó là mình phải bảo vệ cái da mình, phải sạch sẽ cái da mình trước đã. Thì đầu tiên là rửa mặt ha, tẩy trang rửa mặt, sau đó thì các bạn sử dụng cái serum kem nám này, serum nhạy cảm này lên cho Kim Anh. Đây là serum nhạy cảm dành cho da nhạy cảm, nhưng mà thật ra thì họ nói là da nhạy cảm, nhưng thật ra nó là một cái dòng dành cho da, ví dụ như da nhạy cảm là xài ok, nhưng mà những dòng da mà không nhạy cảm á, xài nó còn tăng cái độ đàn hồi hơn nữa, và nó giúp cho cái làn da của mình mịn hơn, sáng hơn nữa nha. Đây là dòng dành cho da nhạy cảm, nhưng mà thật ra nó là một cái dòng Relax Night phiên bản cao cấp á cả nhà, được sản xuất tại Hàn Quốc nha cả nhà nha. Đó, đây là serum, nó có thể cấp ẩm cũng như là nó làm mịn, làm trắng và làm giống như là nó nuôi dưỡng sâu trong da của mình. Thì serum nè, serum Camin serum nè, và kem ngày kem đêm. Đây là bộ 4 nha, bộ đôi, bộ tứ lận, nhưng mà Kim Anh không có mang thêm sữa rửa mặt đợt này. Kim Anh đi thì Kim Anh xài nhựa hoa nghệ tây đó. Cả nhà mình có thể liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên dùm Kim Anh nha.